P-Network, thời tới cản không kịp. Chào các bạn, nhận định này theo các bạn sẽ đúng với những người đã và đang đào P hay không? Quay trở lại cái dòng thời gian của những năm 2009, khi mà Bitcoin mới xuất hiện, các bạn có nghĩ rằng những ai thời điểm đó đào Bitcoin sẽ biết được vào một cái ngày đẹp trời của tháng 11 năm 2021, giá Bitcoin mà họ đang đào sẽ lên đến con số là gần 70.000 đô la Mỹ hay không? Hay lúc đó họ đào Bitcoin chỉ vì tò mò, chỉ vì hiếu kỳ với một đồng tiền số còn chưa biết có ứng dụng gì và việc gì? Thời điểm đó, mọi thứ về tiền số và blockchain vẫn còn mới mẻ với đa số mọi người. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nếu ai đó còn nghi ngờ về sự phổ cập của blockchain về tiền số thì có lẽ đây là những quan điểm đã lỗi thời và không nắm bắt được xu thế của tương lai. Có quá nhiều thứ của thế giới thực tại cho chúng ta thấy sự thoi thóp của các phương thức tài chính truyền thống. Các bạn có thể để ý thấy trên báo đài việc các quốc gia, các tổ chức đang chạy đua với nhau trong việc phát triển các cái nền tảng tài chính số, ví dụ như là đồng CBDC hay còn gọi là tiền kỹ thuật số của mỗi nước. Và các ứng dụng tài chính truyền thống trên nền tảng blockchain cũng đang được quan tâm mạnh mẽ. Trong một thế giới toàn cầu hóa, việc nắm bắt một phương thức tài chính toàn cầu là nhu cầu thiết yếu và đáp ứng được cái sự mong đợi của công dân toàn cầu. Và dự án P-Network là một trong những dự án có tham vọng làm được điều này. Tại sao tôi lại dùng từ tham vọng? Các bạn cứ nhìn vào cái lộ trình phát triển của P. P hoàn toàn có thể đẩy nhanh cái quá trình đi lên mạng chính hay còn gọi là Open Mainnet. Nhưng tuy nhiên P vẫn chưa thực hiện việc này. Họ vẫn đang âm thầm xây dựng một hệ sinh thái toàn P với cái nền tảng Web3 trên trình duyệt P. Việc kiểm duyệt khắt khe, quá trình xác minh danh tính người đào P cũng như là xây dựng dự án P-Network đảm bảo các cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật thông tin của các quốc gia, các cái tổ chức khắt khe như là Liên minh châu Âu, Mỹ hay là Anh, vân vân, cho chúng ta thấy được cái sự chỉnh chu và tham vọng lớn đến như thế nào của cái đội ngũ phát triển P-Network. Vậy, một cái dự án tiềm năng như vậy, bạn có nên theo đuổi hay không? Câu trả lời thì xin nhường lại cho các bạn để các bạn có cái quyết định của riêng mình. Và nếu bạn quan tâm đến P và muốn đào P thì mình xin được gửi cái mã mời đào P của kênh chúng mình đến cho các bạn. Và dành cho những cái bạn nào tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng của P-Coin, P-Network, các bạn hãy nhập mã mời Hoàng Minh Thắng 88 để cùng đào P với chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.